thưa quý vị, những ngày tháng tư lịch sử luôn mang đến cho mỗi người con đất Việt những xúc cảm đặc biệt. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc được sống trong hòa bình, độc lập, đất nước thống nhất. Trong những ngày này, hai tiếng Trường Sa cũng cất lên trong niềm cảm xúc thiêng liêng trào dâng của những kiều bào được vinh dự có mặt trên chuyến tàu ra thăm các chiến sĩ và người dân nơi Trường Sa thân yêu. Năm 2023 cũng đánh dấu lần thứ 10 đoàn kiều bào đến với Trường Sa. Với chủ đề Tổ quốc, niềm tin và khát vọng, hành trình Trường Sa do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023. Phóng sự do nhóm phóng viên đi cùng đoàn thực hiện. Cách đây 35 năm, ngày 14 tháng 3 năm 1988, tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 người lính Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với nỗi niềm đau đáu, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Để giây phút này, những đồng bào xa Tổ quốc từ 23 quốc gia được trở về, thắp nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ và dự lễ tưởng niệm cầu siêu giữa biển trời quê hương. Khi mà có mặt ở đúng cái vùng đất này thực hiện lễ tưởng niệm thì mới cảm giác được là có lẽ là các vong linh của các anh hùng chiến sĩ vẫn còn ở đâu đây và sẽ vẫn phù hộ cho đất nước của chúng ta. Một lễ tưởng niệm, lễ cầu siêu không phân biệt là người Việt Nam là ở nước nào hay là có tôn giáo nào đều tập trung lại và thực hiện một lễ tưởng niệm ngay giữa vùng biển đảo của Việt Nam. Từ năm 2012 đến nay đã có 10 đoàn với hơn 500 kiều bào tham gia hải trình Trường Sa. Trong số đó có cả những người trước đây có cái nhìn tư tưởng cực đoan về đất nước, về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Nhưng những hải trình Trường Sa đã mang họ trở lại gần hơn với Tổ quốc, để họ tìm thấy mẫu số chung với đồng bào mình. Đó là tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn. Qua 10 lần như thế này, tôi tin chắc rằng cái giá trị mà thực tiễn, thực tế ở những biển đảo này sẽ đều là những cái thông tin rất xác đáng. Riêng đối với lại những kiều bào ở nước ngoài, trong đó có bộ phận là bên Mỹ, thì những cái thông tin này vô cùng quý giá để nó phản bác lại những cái luận điệu mà xuyên tạc, nói không đúng về cái chủ quyền biển đảo của chúng ta ở một cái bộ phận những người mà không có thiện chí với Việt Nam. Những chuyến hải trình giúp bà con được tận mắt chứng kiến sự kiên cường, hy sinh thầm lặng của quân và dân trên vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã thôi thúc bà con kiều bào thay đổi từ nhận thức đến hành động. Sau 10 hải trình, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp, ủng hộ khoảng hơn 28 tỷ đồng. Nhiều doanh nhân, trí thức kiều bào luôn sẵn sàng đóng góp vật lực, trí lực để chung tay xây dựng Trường Sa. Chúng ta chỉ yên lòng khi quyền, chủ quyền của Việt Nam ở ngoài lãnh hải được bảo đảm một cách tốt nhất. Chúng ta muốn bảo vệ quyền, chủ quyền của đất nước thì chúng ta phải có kinh tế. Mỗi người góp một chút thì bằng trái tim không đủ mà phải bằng vật chất. Muốn ngăn chặn được từ xa thì chúng ta phải trang thiết bị tốt, cuộc sống của cán bộ chiến sĩ phải tốt, họ sẽ yên tâm công tác. Trường Sa ơi, chúng tôi đến đây rồi. Những tiếng hô vang Trường Sa, những giai điệu đầy tự hào cất lên từ sâu thẳm những trái tim yêu nước đã nhanh chóng gắn kết những con người mang dòng máu Việt trở về từ khắp Nam Châu, cùng đồng hành trên chuyến tàu mang tên Đại Đoàn Kết. Hải trình Trường Sa có ý nghĩa hết sức thiết thực trong công tác tăng cường cái đại đoàn kết dân tộc. Bà con được bằng tận mắt mình chứng kiến những cái nỗ lực của Đảng, Nhà nước, của quân đội và của nhân dân trong việc bảo vệ từng mảnh đất thân yêu của Tổ quốc chúng ta. Nhà giàn JK1/16 là điểm đến kết thúc của chuyến công tác kiều bào thăm Trường Sa năm 2023. Nhưng những chuyến hải trình như vậy sẽ còn tiếp tục được nối dài và lan tỏa, mang theo niềm tự hào và thông điệp về chủ quyền biển đảo Việt Nam của bà con kiều bào tới hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè thế giới. Biển đảo Việt Nam đẹp lắm, Việt Nam rất anh hùng. Chúng ta thấy yêu quê hương đất nước nhiều hơn và chúng ta tự hào về dân tộc chúng ta nhiều hơn. Kiều bào khắp nơi trên thế giới luôn hướng về biển đảo, Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.